Xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay mình giới thiệu một con mini đại của hãng Pioneer dòng N701. Đây là một dòng có tiếng bass cực kỳ khỏe các bạn nha. Và cái âm ly rời và những thớt này rời hết, nguồn điện rời. Âm ly các bạn có thể chỉnh được bass kép riêng biệt, cũng như là chỉnh được chế độ file, chế độ class A. Chút nữa mình sẽ đi sâu hơn về cái phần này. Và con này cho một cái âm thanh kép cũng cực sáng luôn. Và khi mà các bạn chuyển qua chế độ class A, cái chữ file này nè, bật nó lên thì âm thanh nó sẽ ngọt hơn rất là nhiều. Chuyển qua chế độ class A. Ok, và chúng ta sẽ test ngay vào cái phần âm thanh các bạn nhé. À, con này made in Japan, từ 3 thớt này cho tới cặp loa luôn các bạn nha. Một loa 80W luôn và được trang bị jack bắp chuối, cũng như có đầu giải mã cổng quang optical, hai cổng luôn các bạn nha. Và giải mã luôn cổng analog để các bạn có thể làm một cái đầu giải mã rời chơi với bất kỳ dàn máy nào. Chúng ta đang bật chế độ class A, tiếng nó sẽ ngọt hơn. Các bạn đang nghe qua đầu CD, đĩa nhạc chép mà đọc rất là tốt. Cuộc phân ly mấy lắm thì quá mau, hát nữa đi hương hát. Rồi mình tắt class A này đi nha. Chế độ này các bạn nghe nhạc trữ tình, nghe lâu cảm thấy rất là dễ chịu. Rồi các bạn sẽ thấy được cái tiếng kép cực kỳ sáng nét và tiếng bass. Đấu giá về rất là đẹp các bạn. Loa vuông với góc cạnh và cái màu gỗ của nó còn sáng và không có trầy trội hết. Trang bị giáp bắp chuối vào đây, các bạn có thể thấy được một loa 80W 4 ohm và made in Japan. Con này có chia loa trái phải các bạn nha, tại vì cái lỗ thông hơi của nó và cái trep nằm đối xứng. Đấy, đây là cái lỗ thông hơi rất là lớn. Và con này cái âm trầm nó đánh rất là tốt. Thứ nhất là do cái cấu trúc của cái màng loa cũng như là cái gân loa. Dòng Pioneer thì nó làm cái tiếng bass thì thường trội hơn một số dòng khác. Tại vì Pioneer đa phần là có thể chơi được nhạc điện tử các bạn nha. Nhạc điện tử Pop Dance Remix. Còn cái tiếng sáng của nó, cái tiếng mà các bạn vừa mở lên, cái tiếng sáng của nó rất là nịnh tai. Dùng từ là nịnh tai. Nịnh tai ở đây là các bạn có thể nghe nhạc trữ tình rất là sáng nét. Tuy nhiên nghe lâu thì chúng ta cảm thấy hơi mệt tại vì tiếng trep nó sáng quá. Mặc dù là mình chưa có chỉnh cái phần bass trep lên luôn nè các bạn nha. Chưa chỉnh bass trep lên để nó cân bằng luôn. Và ở cái chế độ file, chế độ nãy mình bật lên đó, chế độ class A. Đây là chế độ class A đời mới. Class A là chế độ đầu tiên, cái độ âm thanh đầu tiên mà cho cái chất âm, những cái âm ly đèn hay là những cái âm ly cổ. Class A máy rất là nóng và cho cái chất âm máy càng nóng thì nó lại cho chất âm càng hay, càng chân thật. Nó hơi cổ cổ các bạn đó. Tuy nhiên đây là chế độ Class A đời mới, có nghĩa là cải tiến nó cố gắng giữ được cái chất giọng ngọt thật của cái Class A, nhưng mà nó tiết kiệm điện năng hơn và ít tản nhiệt hơn. Mặc dù nó cũng vẫn rất là nóng máy, nhưng mà hãng đã tính rất là chi tiết về cái vấn đề tản nhiệt. Cái mặt phay nhôm rất là dày. Đây các bạn, mặt phay nhôm coi như nó ốp hẳn một miếng nhôm dày, nhôm xước dày nè. Bằng nhôm các bạn nha. Rồi, cái nắp trên này tất nhiên là cũng bằng nhôm. Thứ nhất là cứng cáp, thứ hai là tản nhiệt rất là tốt và nhìn nó sang. Cái đầu âm ly các bạn có thấy đó, nhôm dày và đặc biệt là cái nút. Cái nút này nó làm cái khối nhôm rất là dày, rất là sáng đẹp, nặng tay. Đó. Con 701 này 701
cái kết cấu của cái phần âm ly, thiết kế kết cấu ở bên trong cũng vậy luôn, nó gần như giống hoàn toàn với con 901. Đây là series 701, con 901 là con dàn trung lớn hơn, nhưng mà cái thiết kế đầu âm ly và tất cả những cái thớt này hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau ở cái tụ thôi các bạn nha. Sò MOSFET của nó là giống nhau hoàn toàn và cấu trúc mạch giống nhau, mình đã so sánh rất là kỹ, và chỉ khác nhau ở cái tụ thôi. Có nghĩa là công suất con kia thì lớn hơn, công suất con này thì nhỏ hơn. Nó khác nhau ở cái tụ. Còn cái phần mạch, cái phần sò, tất cả các giải mã đầu vào vân vân đều giống nhau. Đấy, mình giải thích một chút về con 701 và con 901 các bạn nha. Và chúng ta tạm stop cái phần CD các bạn nha, 11 bài. Và màn hình ở trên này là cái màn hiển thị của cái phần MIDI. Và chúng ta chuyển từ cái CD qua cái MIDI để chúng ta có thể chơi đĩa MIDI. Một thao tác rất là đơn giản. Chúng ta đang có một đĩa bên trong thì mình sẽ tặng một cái đĩa để các bạn có thể làm đĩa giải mã cho cái đầu MIDI này. Và đây, đây là các bạn, tín hiệu cổng quang optical số 1. Và đây là cái, để mình bật sáng một chút đi nha. Đây cổng quang số 2, cổng này cổng xuất, cổng này cổng analog xuất ra để cho cái âm ly. Cổng này cổng analog nhận, có nghĩa là các bạn có thể gắn cổng analog từ điện thoại, máy tính hoặc là hoặc các bạn nha, USB, Bluetooth, box Bluetooth vân vân. Tín hiệu analog đi vào đây. Đó. Có hai cổng quang và hai cổng analog luôn các bạn nha. Đây nè. Cổng analog 3.5 trực tiếp ở phía trước gắn điện thoại rồi nè. Đó. Chúng ta có hai cổng quang nhận, hai cổng analog nhận để giải mã và xuất tín hiệu xuống cho cái âm ly. Thì các bạn có thể chơi rời cái đầu này với bất kỳ một cái dàn máy nào các bạn nha, để làm một cái đầu giải mã chuyên dụng. Con này giải mã tiếng rất là sạch, 24 bit luôn, 96 kHz các bạn nha. Và mình xin nhắc lại, chỉ cần bấm nút này thôi nè. Thường cái thao tác này rất là giống nhau trên những cái đầu hàng nội địa Nhật, dàn âm thanh của Nhật các bạn. Đây, một nút duy nhất. Của Celine Dion. Và các bạn, mình có chỉnh trep lên hướng tầm 2 giờ, bass lên hướng 4 giờ để các bạn có thể cảm nhận được cái nội lực từ tiếng bass và cái phần trep rất là sáng, rất là nhuyễn. Bass con này 14, bass 14, nhưng mà cái âm bass nó mang lại thì hơn hẳn những cái dòng có bass 14 khác của những hãng khác các bạn nha. Và cái phần trep thì các bạn có thể thấy trep là anh nằm ở trong một cái lưới sắt để được bảo vệ rất là cẩn thận. Và xung quanh đây các bạn sẽ thấy được một cái lớp màng nhung để nó, thứ nhất là trang trí, thứ hai đó là nó làm cho nó tán một cái âm chép nhuyễn lại, âm chép nó mềm lại chứ, sorry các bạn. Tại vì bản thân cái chép này rất là cao nên nó cũng không cần một cái kiềng nhôm ở đây để mà tán cái chép ra nữa, mà nó chỉ cần nhung làm cho mềm lại. Đấy, chúng ta đang chơi cổng quang optical. Tín hiệu âm thanh nó đang nhảy nè. Đó, còn chúng ta có thể chuyển qua cổng analog vân vân. Nhưng mà các bạn muốn không cần phải chỉnh nhiều thì cần để ngay cổng quang số 1 mà xài, gắn TV. Rồi cái thao tác tiếp theo mình xin nhắc lại là chỉ cần bấm nút Red. Còn các bạn muốn dừng thì bấm nút Stop. Rồi, đó. Con mắt ghi của nó không hoạt động đâu nha các bạn. Các bạn đừng nên sử dụng mắt ghi. Có nhiều người khách hỏi mình ghi tốt không, thì con này ghi vẫn còn ok. Nhưng mà để tận dụng nó làm giải mã thì các bạn đừng nên ghi. Nếu các bạn đọc đĩa thì vẫn rất là ok luôn. Còn các bạn ghi đĩa thì nó sẽ làm hao mắt, nó là sẽ làm ảnh hưởng tới cái cần ghi xuống nữa.
đó. Còn nếu mà các bạn chỉ cần chơi đĩa hoặc là các bạn để làm giải mã cổng quang optical luôn á thì xài rất là bền, tại vì nó chỉ cần tín hiệu đi qua rồi giải mã qua con chip xuất tín hiệu cho cái đầm ly chơi thôi. Một thao tác rất là đơn giản các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ chơi nhạc trên máy tính qua cổng AUX kết nối trực tiếp với Amply. Cổng line 1, line 2 nè. Có hai cổng line ở phía sau. Còn các bạn muốn gắn trực tiếp qua cái đầu gắn gián tiếp qua cái đầu giải mã này cũng được nha, nhưng mà mình đã thao tác trên cái đầu này rồi, bây giờ mình thao tác xuống với cái đầu Amply trực tiếp. Những dàn Pioneer chơi nhạc điện tử rất là tốt. Pioneer cũng có nổi tiếng về âm thanh sân khấu cũng như là những cái bàn DJ cho tới hiện tại bán khắp thế giới các bạn nha, chứ không chỉ vỏn vẹn trong thị trường nội địa của Nhật. Ok, hôm nay chúng ta test có N701 nguyên bộ, đồng bộ của nó luôn. Và
Con này có thể chơi được đa thể loại nhạc cũng như là có cổng quang optical để các bạn có dễ dàng kết nối làm đầu giải mã. Đấy các bạn, tất cả các thớt đều là những cái nguồn điện rời cũng như là cái tín hiệu rời được kết nối qua đầu AV. Khi các bạn mua máy sẽ được tặng một cái đĩa mà đi cũng như là dây nhợi, dây AV, dây loa, dây kết nối điện thoại. Còn cái phần biến áp và phí vận chuyển không có bao gồm ở trong cái phần cái giá thành mà mình ghi ở bên dưới video các bạn nha. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Đừng quên bấm like cho mình nếu cảm thấy thích dàn âm thanh nội địa Nhật. Điện 100V Pioneer N701 Made in Japan này.